kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng cuối năm 2017 đầu năm 2018, một dãy tường bao kiên cố và một căn nhà cấp 4 bỗng nhiên mọc lên trước sự bất ngờ của rất nhiều hộ dân thôn Tân Hải, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia. Vì trước đó, mảnh đất này vốn chỉ để trồng phi lao chắn sóng, không chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cũng không có văn bản báo cáo về việc xây dựng nhà gửi đến chính quyền địa phương. Thế nhưng đến nay, căn nhà này vẫn chưa được tháo dỡ, xử lý theo quy định. Tại quyết định giao đất từ năm 1985, UBND huyện Tĩnh Gia nêu rõ, thời gian giao đất cho ông Lê Xuân Luận là 30 năm, tức là từ năm 1985 đến năm 2015. Sau khi hết thời hạn, toàn bộ lô đất chuyển về cho UBND xã Hải Bình quản lý với loại đất là đất rừng phòng hộ. Thế nhưng cuối năm 2017, đầu năm 2018, gia đình ông Luận đã tự ý xây dựng hàng rào và nhà cấp 4 với tổng diện tích là 692,8m2. UBND xã Hải Bình cho biết, cơ quan này đã phát hiện ra sự việc từ tháng 3 năm 2018 và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Lê Xuân Luận. Mức phạt hành chính là 4 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng đất. Văn bản này cũng nêu rõ, thời hạn thực hiện quyết định là 10 ngày kể từ ngày ký. Tuy nhiên đến nay, tức là đã 3 tháng trôi qua, quyết định này vẫn chưa hề được thực thi. Việc để xảy ra sai phạm xây dựng nhà ở kiên cố trên đất rừng phòng hộ ở xã Hải Bình trước hết là do sự buông lỏng quản lý và yếu kém trong khâu giám sát của chính quyền địa phương. Thế nhưng để sai phạm diễn ra đã lâu mà không thực hiện những giải pháp khắc phục đã cho thấy sự thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương. Và rõ ràng qua vụ việc này thì những hành động cụ thể của chính quyền địa phương nhằm giải quyết dứt điểm sai phạm hơn là những câu chữ được ban hành trên giấy. Do cống vải bị hư hỏng nặng, vụ mùa năm nay, cánh đồng chiếu thôn Văn Châu, xã Đồng Văn, huyện Đông Sơn, rộng trên 22 ha gặp khó khăn lớn về nguồn nước tưới, trong đó khoảng 7 ha không thể gieo cấy được. Nguy hiểm hơn, phía trên thân cống là vị trí km 180+285 đường sắt Bắc Nam chạy qua, đe dọa mất an toàn giao thông đường sắt. Để có nước phục vụ cho sản xuất, bà con phải dùng máy bơm nước vào ruộng. Tuy tốn kém khoảng 100.000 đồng tiền xăng dầu một ngày đêm, người dân phải thường xuyên túc trực, nhưng lượng nước bơm cũng được rất ít và chỉ đến được các chân ruộng thấp. Mấy ngày hôm nay là bơm nước là cái chi phí tốn, mà với lại cái ruộng nương thì chờ đến hiện tại chờ nước là đang có mấy đám thì đang không có nước lên được. Về cái chắc là cái bơm một lúc nữa mà chắc là không có nước bơm thì chắc là ruộng chắc phải để phải chờ mưa. Theo lịch thời vụ, vụ mùa năm nay đã bước vào giai đoạn làm dầm. Nhưng bà con canh tác tại đồng chiếu mới cày ải, không có nước, không chỉ chậm thời vụ, mà hiện có khoảng 7 hectare đồng cao, bà con không thể gieo cấy được. Bên cạnh đó, một điều đáng lo ngại nữa là khi các dầm cống vải bị sập, sẽ không thể chịu được tải trọng tàu chạy. Nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau một thời gian điều tra xác minh, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Võ Sĩ Thìn sinh năm 1988 ở phường Quảng Thành, Lê Xuân Quý sinh năm 1982 ở phường Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời khởi tố bị can nhưng không áp dụng biện pháp tạm giam đối với hai đối tượng Trịnh Văn Phúc và Nguyễn Văn Lực đều sinh năm 1982 ở phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa về tội che giấu tội phạm. Trước đó do mâu thuẫn trong khi đi đòi nợ, Võ Sĩ Thìn đã rủ Lê Xuân Quý đến cửa hàng tài chính Tín Nhất ở 142 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa để trả thù. Khi đi, hai đối tượng này đem theo một khẩu súng tự chế kiểu súng ria đã cưa nòng và một khẩu súng K-54 cùng 5 viên đạn. Trên đường đi, Quý và Thìn gặp Trịnh Văn Phúc và Nguyễn Văn Lực nên đã nhờ trở đến cửa hàng tài chính Tín Nhất. Khi đến nơi, Thìn cầm súng ria đi vào trong nhà thì gặp Lê Đại Hậu ở trong nhà cầm dao xông ra tấn công. Thấy vậy, Quý đã sử dụng súng K-54 bắn 4 phát về phía anh Hậu, còn Thìn dùng súng ria bắn 1 phát vào tay anh Hậu. Sau đó các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi vụ việc xảy ra, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an thành phố Thanh Hóa nhanh chóng điều tra làm rõ. Đến ngày 3 tháng 6 năm 2018, cả 4 đối tượng gây ra vụ án trên đã ra đầu thú tại cơ quan công an. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Để tăng cường năng lực cung cấp điện cho thành phố Thanh Hóa, trong các ngày 16-17 tháng 6, Điện lực thành phố Thanh Hóa đã đưa các đường dây tải điện mới vào vận hành. Vì vậy, Điện lực thành phố Thanh Hóa thông báo ngừng cung cấp điện một số lộ đường dây. Thời gian và địa điểm cụ thể như sau: ngày 16 tháng 6 năm 2018, ngừng cung cấp điện từ 5 giờ đến 6 giờ.
ngày 17 tháng 6 năm 2018, ngừng cung cấp điện từ 4 giờ đến 8 giờ. Phố Nguyễn Hiệu, Tân Hương, Đinh Liệt, Lê Khôi, Lê Hữu Lập, chợ Vườn Hoa, Lý Thường Kiệt, chợ Lò, Bến Ngự, Lò Chum Cốc Hạ 2, gốm 48, Lê Hoàn, Nguyễn Tĩnh, Hàm Nghi, Bà Ngoại, khu vực công sở phường Đông Hải, thôn 1 Quảng Hưng, tái định cư Quảng Hưng, tái định cư nông nghiệp, tái định cư phi nông nghiệp, khu chợ Đầu Mối, khu Bình Minh, đại lộ Lê Lợi từ hiệu sách Nhân dân đến Bích Si, khu Gia Binh, Trần Bình Trọng, Ngô Quyền, Trần Oanh, Trần Đức, khu Vincom, Phan Đình Giót, Triệu Quốc Đạt từ đường Lê Hoàn, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, khu công nghiệp Lễ Môn, khu A, khu B, khu chợ Đầu Mối, Bạch Đằng, Lê Niệm, khu cảng Lễ Môn, Đồng Lễ, Yết Kiêu, Đỗ Hành, Mai An Tiêm, Tống Duy Tân, Hoàng Văn Thụ, Phạm Bành, Tịnh Điền, Lê Quý Đôn, Nguyễn Bình Khiêm, Lương Thế Vinh, Lê Thị Hoa, Đinh Lễ, Võ Nguyên Giáp, mặt bằng 530, 90, 2424 Lương Hữu Khánh, Lê Thánh Tông, Quảng Xá, Tạnh Xá, Hải Thượng Lãn Ông, chợ Quảng Thắng, Nguyễn Phục, Quang Trung từ Cầu Bố đến Ba Voi, khu Phước Đông Hưng, Đinh Công Tráng, Cao Thắng, Tống Duy Tân từ Cao Thắng đến đường 1A, khách sạn Ngân Hoa, đường Trần Phú từ Tường Đài Lê Lợi đến Toàn Thành, Lý Thường Kiệt, nhà khách Hàn Thuyên, tỉnh ủy, Lê Thế Long, Nguyễn Trinh Tiếp, khu Liên Sở, Hà Văn Mao, Minh Khai, Nguyễn Trãi, từ bờ hồ đến đường Lê Hồng Phong, cửa tả Lê Hồng Phong, khu Bắc Cầu Sân, đường Trần Hưng Đạo từ Cầu Sân đến Cầu Vượt, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật, Tân Hà, toàn bộ khu Đội Cung, khu đô thị mới Bắc Cầu Hạc, Bệnh viện Hợp Lực, Đông Tác, khu Mai Sơn Dương, Thành Công, đường Trường Thi từ Cầu Sân đến Công an thành phố. Vậy điện lực thành phố thông báo để khách hàng sử dụng điện trong khu vực được biết, tiện bố trí sản xuất và sinh hoạt. Mọi chi tiết cụ thể đề nghị quý khách hàng liên lạc qua số máy điện thoại 02372 210 211 hoặc 02373 852 618. Bản tin 18:30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 9 vụ tai nạn điện gây chết người. Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn điện là do người sử dụng bất cẩn. Họ thường tự ý câu kéo điện, sử dụng thiết bị không rõ nguồn gốc và không kiểm tra rò rỉ điện. Đây cũng là tình trạng chung đang diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, đặc biệt là các vùng nông thôn. Để tránh các vụ tai nạn điện không đáng có, mỗi người dân cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết khi sử dụng điện, không tự ý đấu nối hoặc sửa chữa thiết bị điện. Mặc dù nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, nhưng Ninh Thuận lại là một tỉnh khô hạn với lượng mưa ít nhất cả nước chỉ khoảng từ 700 đến 800mm một năm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có tất cả 21 hồ chứa nước, trong đó khoảng 10 hồ chứa nước trên địa bàn các huyện Bắc Ái, Thuận Nam, Ninh Hải đã cạn kiệt và ở mực nước chết. Trước thực trạng này, nhiều vùng đã phải ngưng sản xuất nông nghiệp để ưu tiên nguồn nước cho người dân và chăn nuôi gia súc, đồng thời vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng hợp lý, đào ao, giếng ngầm để dự trữ nước cho người và gia súc uống trong mùa khô. Mặc dù trong những năm qua, Đồng Tháp đã tích cực triển khai chương trình phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng chống đuối nước cho trẻ, tuy nhiên tình hình đuối nước ở trẻ vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Theo thống kê, từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 228 trường hợp trẻ em bị chết đuối. Riêng 5 tháng đầu năm 2018 đã xảy ra 11 trường hợp. Trong tổng số trẻ bị chết đuối thì có 162 em dưới 6 tuổi, chiếm gần 72%. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ chính là sự chủ quan của gia đình. Mùa hè, nhiều trẻ không đến trường, các em có nhiều cơ hội đi chơi, tắm sông, nếu lơ là rất dễ gặp rủi ro. Tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, làm cho 4 căn nhà của 3 hộ dân bị nhấn chìm dưới lòng sông. Rất may không có thương vong về người, ước thiệt hại gần 4 tỷ đồng. Trước đó, những hộ dân này đã phát hiện vết nứt trên đường bê tông và khu vực đất xung quanh nhà ở. Mặc dù đã chủ động nhưng sạt lở xảy ra nhanh, khiến những hộ sản xuất kinh doanh không kịp trở tay. Ngoài ra, sạt lở còn làm hư hỏng khoảng 30 mét đường bê tông. Mới đây, tại khu phố Khe Lấp, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, lực lượng công binh đã phát hiện và xử lý an toàn 4 quả bom còn lại sau chiến tranh. Quả bom to nhất ký hiệu MK-84, dài 2,6 mét, đường kính 0,5 mét, nặng 1.000 kg, chứa 700 kg thuốc nổ.
Đây là một trong những quả bom nặng nhất từ trước đến nay mà lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy. Ba quả còn lại nặng từ 40 kg đến 240 kg. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30 ttv@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.